Cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Đông Hải tỉnh Bạc Liêu cho biết vừa bắt giữ Lê Quốc Mãi sinh năm 1996, ngụ huyện Đầm Dơi tỉnh Cà Mau. Đây là đối tượng có quyết định truy nã về hành vi trộm cắp tài sản. Theo hồ sơ của cơ quan công an, vào đầu tháng 12 năm 2020, sau khi nhậu cùng một người bạn, Lê Quốc Mãi cùng người này điều khiển xe máy dọc các tuyến đường trên địa bàn thị trấn Cành Hào, huyện Đông Hải tìm tài sản để trộm cắp. Thấy một căn nhà đang xây dựng không người trông coi, cả hai đã lẻn vào và lấy trộm nhiều loại tài sản như máy cắt sắt kèm cộng lực mô tơ điện sau khi lấy trộm bọn chúng đem bán và lấy tiền chia nhau tiêu xài cá nhân quá trình điều tra cơ quan công an ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với lê quốc mãi về hành vi trộm cắp tài sản nhưng mãi bỏ trốn khỏi địa phương qua công tác truy tìm công an huyện đông hải tỉnh bạc liêu phát hiện và bắt giữ mãi khi y đang lẩn trốn tại tỉnh bình phước vụ việc đang được cơ quan công an củng cố hồ sơ xử lý theo quy định